Cả bộ môn chúng nó là không phải xây là bánh bình đạch cắm là cam của chiếc mình toàn bằng hai phí xảy nhá với chấm miến của ấy bà cọt xong có là loại tỷ bà. Bà rồi hôn bà tôi lòng bánh này và tôi bày chiếc chúng nốn phíu thì cho anh đã chết chôn một cầm sán và tới cam của chiếc nấu mũi rồi dẫn về chồng khói hát bây đôi chiếc miến phíu là ô bà xá và trả ơn giang nạc đầy. Chắc sẽ đánh mà tăng ca cùng chơi robot thân đặc nông cả nạc cầm mặc cá và cực cường là bánh bên đây cho cam cam của chìa. Cả bộ môn chùm nô bằng nó không phải sai mũi này, nơi cho miết tí mũi cho năm bí bòn một phê bấy xâm lạch bàn chiến và đọc liên đồ lá ảm rịch tại bà đốc. Vì xâm lạc nâng chất xam sắp phê rôi bằng này chấp bắp tháp bà cá để bàn cầm nọt. Có bàn tay chùm nô này bà thiệp nâng cả bộ môn chùm nô bằng nó không dẹp bê được nế cả bí năm bí bòn một phê bí cơ lăng thần ích. Miền cả càn láng chiến đọc phê rôi đài. Cả bộ môn chùm nô nó không phải sai là bánh phê rôi chạm và thật nó không cầm rật tiếp nì là trời bán. Một trái chùm niên mà huy đâm lại thá. Cứ đời xa tập chiêu và thầy xoan đã chết chôn mốc và thầy càng một chiếc mình sâu. Miền nhạc chôn lên là bánh nở casino nô tì. Bà chờ bọn cam chế bàn phát đó là nhà bàn bà có bà chiều cam đó bà kể ra đó casino bà kể ra chùm nuôn mà rồi bẹt sập bà phần tế. Casino tiếng ngon nụ mình bàn bác đầm nà cá tiếng ọt nụ lời. Ấy lỡ đi kìa ngay xa bà rồi mình tì chết hóa khém bố nó mít lùm ất lờ rừng rào đi đôi to tên đi bà. Adam Rupirun Akelikarika nai kanna kamaka krup krong labai panichakam Kampuchea ban ku banchea tha tumhom chomnol knong visai labai panichakam no Kampuchea chnam nih hak nou mien kamrat tiep no lai batu bai sathanapheap visai teachor chi bisep phnieu teachor antrachiet chou mok kamsan no Kampuchea mien ka kan lang veng ka doy chet sdae no chom me ti 1 chnam 2023 ka promol chomnol knong visai nih samraich ban chieng 10 lien dollar amrik tae panoh dae smar nang chit 30% nei chbab thabika dae kamnot oy visai nih promol oy ban chieng 40 lien dollar no chnam nih pontae chomnol nih mien ka kan lang praman chieng 10% ba thiep te nang tumhom chomnol dae promol ban knong riyap doy khnie kaal pi chnam mun tam riyap tumhom chomnol dae promol ban no knong chom me ti 1 nih mantrei chon khpor rup nih chue cheak tha ka promol chomnol no chnam nih tumnong chi mon aich krup tam phan ka dae kamnot doy chbab sdey pi ka krup krong thabika nu te ba tam ka ku banchea roba adam ruphirun ka ta dae thveu oy ka promol chomnol knong visai labaing panichakam banto that no knong kamrat tiep keu doy sa ka khsot phnieu teichor antrachiet chou to leing labaing no tam casino srob pe dae casino muoy chomnuon banto phak damnao ka បច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្តល់អនុញ្ញាតបានជូនដល់កាស៊ីណូចំនួន180កន្លែងតែក្នុងចំណោមកាស៊ីណូទាំងនេះមានកាស៊ីណូមួយចំនួនមិនទាន់បានបើកដំណើរការនៅឡើយទេហើយការផ្តល់អនុញ្ញាតបានទៀតសោតក៏មិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ដើមរស់ភិរុន cứ dương ban tổ màn chỉ chiêng đập liền tổ đập tì liền cơ là nó mà dương thiệt chỉ mùi nâng chỉ bạp thả vị cá dương từ tổ mô ban tổ màn mập hay tổng buồn tịa rồi thì bạp bàn tất cả chỉ bạp thả vị cá để tổ thả chỉ bạp thả vị cá rồi bỏ dương tụ bây giờ vì sai nâng mình liền tầm là cá còn lại đại xa tất cả thì nâng liền cầm là tất cả xã cho này nó bỏ thả vị bào dương thời tại chỉ mùi tất cả năng ăn vật tạm năng bản thân bây giờ tiếp năng ca phẩm mô chấm nô được khí đại học bàn ca được khí năng ca bị nam tì còn ở thầy tí dân bàn tích đảm bảo lấy dân ca bàn mà chấm luôn phẩm an chi chi đập thì rồi nước nam tì còn thầy tí và nội tâm khán cứ khi đại mau lên ca chỉ nấu cứ mình miến mà miến ca lại cho lắng và dân khơi nhà cầm nam chi tê chó miền miền cùi cọp cầm cò lấy bàn tay chỉ tu tới khi tê chó cứ មិនមានន័យថាជាភៀវកាស៊ីណូតែប្រឡោះទេបាទគឺគាត់មានដើរកំសាន្តលើផ្សេងផ្សេងតែឡាយចំពោះភៀវកាស៊ីណូគឺមានការធ្លាក់ចុះបាទមិនតើមានកម្លាំងទេខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺការអនុវត្តចំណូលសម្រាប់វិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មនោះកាស៊ីណូគឺមិនបានទៅតាមច្បាប់ទេពិនិត្យមើលទៅបាទដូច្នេះដោយសារមូលហេតុថាវិស័យនេះនៅមានការកើនឡើងយឺតទៅឡើយ បតាមការគូបញ្ជារបស់ដំរុភិរុនបច្ចុប្បន្នរីរដ្ឋថាវិបាលបានផ្ដល់អនុញ្ញាតបាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការលបែងតែពីប្រភេទប៉ុណ្ណោះរួមមានកាស៊ីណូនិងលបែងផ្សងសំណាងដោយឡែកសម្រាប់លបែងលេងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគឺរីរដ្ឋថាវិបាលពុំបានអនុញ្ញាតឬក៏ផ្ដល់អនុញ្ញាតបានឲ្យដំណើរការនោះទេពោលគឺរាល់លបែងអនឡាញទាំងអស់ជាលបែងខុសច្បាប់បតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍មានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមា
1ឆ្នាំ2023មានការកើនឡើង 409% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងនេះបានធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាសមានចំនួន910,000នាក់កើនឡើង 279% ផ្លូវគោកមានចំនួន 1,630,000នាក់កើនឡើង 526% និងផ្លូវទឹកមានចំនួន 30,000នាក់កើនឡើង 586%ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងនេះមកពីប្រទេសថៃវៀតណាមចិនឡាវសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីជាដើម។